Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin tài chính thị trường. Sau đây là một số tin tức nổi bật chúng tôi sẽ đề cập trong bản tin ngày hôm nay. Mời quý vị cùng điểm qua. Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Thành phố Hồ Chí Minh tất bật chuẩn bị hàng quá Tết. Thái Lan cảnh báo rủi ro đầu tư đào tiền điện tử. Thưa quý vị, những ngày qua, ở cả thị trường trong nước và quốc tế, giá xăng dầu diễn biến hết sức bất thường. Do đó, Bộ Công Thương đề nghị tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá xăng dầu. Để tránh biến động quá bất thường về giá xăng dầu, Chính phủ quyết định tiếp tục duy trì quỹ bình ổn giá. Bộ Tài chính cho biết, tại luật giá sửa đổi đã điều chỉnh, đưa biện pháp lập quỹ bình ổn giá trong nhóm biện pháp bình ổn giá có thời hạn để quy định một điều riêng, điều 22, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho quỹ bình ổn giá xăng dầu, củng cố các cơ chế trong triển khai, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường tính công khai minh bạch trong việc sử dụng quỹ. Ngân hàng Nhà nước hôm qua đã có văn bản yêu cầu các ngân hàng thương mại quyết liệt triển khai các giải pháp tín dụng, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu. Chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời đầy đủ nhu cầu vốn dài của các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu theo danh sách công bố trên website của Bộ Công Thương phục vụ việc mua xăng dầu trong nước và nhập khẩu xăng dầu theo hạn mức nhập khẩu đã được phân giao, đảm bảo nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước, không để xảy ra thiếu hụt, không để xảy ra tình trạng trục lợi vi phạm pháp luật. Định kỳ hàng tháng thực hiện báo cáo tình hình cấp tín dụng cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu về Ngân hàng Nhà nước. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc trong quá trình, kịp thời báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để xem xét xử lý. Thưa quý vị, chỉ còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán năm 2023, việc chuẩn bị hàng quá Tết, vì thế đã được các doanh nghiệp thực hiện từ rất sớm. Năm nay, các doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hơn 40.000 tấn hàng quá, trong đó riêng hàng bình ổn giá sẽ đáp ứng khoảng 43% thị trường. Nhiều loại trái cây chưng Tết không còn hút khách, trong khi giá rơm rạ làm thức ăn chăn nuôi lại tăng giá kỷ lục. Đây là những thông tin thị trường tiêu dùng mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Hồng mật vốn là đặc sản có nguồn gốc từ Nhật Bản, từng được nhập về Việt Nam bán giá hàng triệu đồng một ký. Tuy nhiên, hiện nay, hồng mật Trung Quốc được rao bán rầm rộ với giá rất rẻ. Trước đây, hồng mật Trung Quốc từng có giá 350.000 đồng một ký, nay chỉ còn 17.000 đến 35.000 đồng một ký, rẻ hơn hồng giòn Việt Nam. Bên cạnh hồng mật, hồng giòn Trung Quốc cũng được nhiều thương nhân nhập về ồ ạt. Rơm cho bò ăn tại địa phương khan hiếm, người chăn nuôi phải mua với giá 40.000 đến 52.000 đồng một cuộn, tăng gần gấp đôi bình thường. Theo người dân, do thời điểm này đang có mưa nhiều, nông dân không thể thu hoạch rơm. Trong khi cỏ nuôi bò kém phát triển, giá thức ăn lại tăng, giá rơm vì thế tăng cao kỷ lục, gây khó khăn cho người chăn nuôi. Cơm sầu Musankin đông lạnh bán tại thị trường Việt Nam giá chỉ trên dưới 1 triệu đồng một ký, nhưng trái sầu riêng tươi có giá tới vài triệu đồng một quả. Thời điểm này, cơm sầu Musankin được bày bán tràn ngập hệ thống cửa hàng trái cây và cả bán online trên mạng. Nhưng để mua sầu riêng tươi nguyên trái, người tiêu dùng phải chi từ 4 đến 5 triệu đồng một quả. Theo các chủ cửa hàng, loại sầu riêng Musankin nguyên trái rất hiếm. Cả hàng xuất xứ từ Malaysia và hàng trồng tại Việt Nam luôn trong tình trạng khan hiếm. Ngày hôm nay, mặt hàng cà phê tiếp tục giảm 200 đồng một ký. Cụ thể, tại Lâm Đồng, giá cà phê được thu mua với mức 39.700 đồng một ký, tại Đắk Lắk ở mức 40.300 đồng một ký. Còn tại Gia Lai, Kon Tum và Đắk Nông, giá cà phê ở mức 40.200 đồng một ký. Dù thu hoạch mới chỉ bắt đầu, nhưng nhiều người dân trồng cà phê không khỏi lo lắng, dù năng suất tăng cao nhưng giá sụt giảm. Theo các nhà vườn, nhiều loại trái cây tạo hình độc lạ chưng Tết như bưởi khổ lồ, thỏi vàng năm nay cung ứng ra thị trường ít, sức mua yếu. Nếu mọi năm, đầu tháng 10 đã có lượng đơn đặt hàng từ thương lái, cửa hàng với số lượng lớn, nay vẫn chưa có khách mua. Trước đây, mỗi trái bưởi chưng Tết bán được khoảng 50.000 đến 120.000 đồng một ký, sau khi tạo hình bưởi khổ lồ có giá lên đến hàng triệu đồng. Có năm số lượng cung ứng ra thị trường 10.000 đến 20.000 đồng một trái và đều cháy hàng từ sớm. Tuy nhiên năm nay, đến thời điểm này, nhiều nhà vườn cho biết vẫn chưa có đơn đặt hàng. Thưa quý vị, ngày 9 tháng 11, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan đã kêu gọi người dân phải hết sức thận trọng khi quyết định đầu tư vào các doanh nghiệp khai thác tiền điện tử, đồng thời cảnh báo rằng các hoạt động như vậy rất rủi ro khi không được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan giám sát. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan nhấn mạnh phải đưa ra cảnh báo này vì ngày càng có nhiều lời chào mời công khai người dân Thái Lan thuê hoặc mua thiết bị xử lý thông tin để đào tiền điện tử với lời hứa sẽ đem lại lợi nhuận cao.
Ủy ban chứng khoán và giao dịch Thái Lan nêu rõ, các khoản đầu tư như vậy sẽ có nguy cơ thua lỗ do giá giao dịch tiền điện tử biến động mạnh và có tính cạnh tranh cao, trong khi các thiết bị dùng để đào tiền điện tử tiêu tốn lượng lớn điện năng và sẽ xuống cấp theo thời gian. Ngoài ra, Ủy ban chứng khoán và giao dịch Thái Lan cũng cảnh báo các nhà đầu tư Thái Lan rằng thông tin cá nhân và tài sản kỹ thuật số của họ có thể bị tin tặc đánh cắp. Hơn nữa, những kẻ lừa đảo có thể sử dụng doanh nghiệp khai thác tiền điện tử làm bình phong cho các trò gian lận, qua đó chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư. Ủy ban chứng khoán và giao dịch Thái Lan hiện đang tham vấn với các cơ quan chính phủ liên quan khác về cách giám sát hoạt động kinh doanh tài sản kỹ thuật số và cung cấp sự bảo vệ tốt hơn cho các nhà đầu tư Thái Lan. Hôm 9 tháng 11, hàng trăm thông tin định danh khách hàng của hãng bảo hiểm lớn nhất Australia Medibank đã bị đăng tải trên dark web. Phương thức kết nối trực tuyến chỉ có thể truy cập được bằng các phần mềm chuyên biệt. Thông báo của Medibank cho biết, nhóm tin tặc đã công khai hai tệp dữ liệu, trong đó có một tệp thông tin đã được giải mã chứa tên tuổi, địa chỉ và hồ sơ sức khỏe của một nhóm khách hàng của Medibank. Tệp còn lại được mã hóa và nhóm tin tặc khẳng định đây là tệp chứa toàn bộ thông tin các khách hàng của Medibank mà nhóm này đánh cắp được. Trước đó, Medibank khẳng định sẽ không trả tiền chuộc nhằm tránh khuyến khích tin tặc thực hiện những vụ tấn công tương tự với mục đích tống tiền. Medibank cho biết, tin tặc thực hiện vụ tấn công mạng nói trên từ hôm 25 tháng 10 và đã đánh cắp khoảng 500.000 dữ liệu quan trọng, trong đó có thông tin của nhiều sinh viên quốc tế đang theo học tại Australia. Hiện lực lượng cảnh sát liên bang Australia đang phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI tiến hành cuộc điều tra. Thưa quý vị, viên kim cương hồng hình quả lê lớn nhất đã được bán với giá 28,8 triệu đô la Mỹ, tương đương 716 tỷ đồng hôm 8 tháng 11 tại phiên đấu giá do nhà đấu giá Christie tổ chức. Viên kim cương nặng 18,18 carat đã về tay một nhà sưu tập châu Á. Theo đánh giá, viên kim cương này đặc biệt ở màu sắc và con số 18,18 carat cũng là một con số may mắn theo quan niệm phương Đông. Năm 2018, viên kim cương hồng lớn nhất nặng 18,96 carat đã được bán tại Christie với giá 50,4 triệu đô la Mỹ. Đây là mức giá kỷ lục thế giới trên mỗi carat cho một viên kim cương hồng từng được bán đấu giá. Bản tin tài chính thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt.